Lâm Phương xin trân trọng cảm ơn Miss của Frank Bill đã đăng. Và nick Facebook của Phương Duy cùng các anh chị em thân yêu trên Facebook đã đăng tin cổ vũ và ủng hộ Lâm Phương. Phương là nghệ sĩ tài đức toàn diện, có thương đồng tiền và danh dự ảo, luôn hết lòng hỗ trợ đồng nghiệp đi sau và những mảnh đời neo đơn nghèo khổ